Hello, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu câu chuyện ngày hôm nay chúng ta học nha. Ok, câu chuyện của chúng mình này, các bạn nhìn tên không? Past simple, có nghĩa là thì quá khứ đơn các bạn nha. Simple là đơn giản, còn past là quá khứ, nhớ chưa nào? Rồi, regular verbs có nghĩa là những động từ thường ha các bạn nha. Hoặc là động từ có quy tắc đó. Regular verbs, những động từ ha. Các bạn nhớ này, trong một câu bắt buộc phải có động từ, không có động từ không bao giờ thành câu, không bao giờ được coi là một câu hoàn chỉnh. Ok chưa nào? Rồi, bài học của chúng ta. Yesterday, Tina went to a fair with her father. Các bạn nhìn không nào? Yesterday là chuyện của ngày hôm qua đúng không nào? Và Tina đã đi ha. Đối với người Việt của mình thì chúng ta sẽ dùng cái từ đã để nhấn mạnh đúng không ạ? Thì trong tiếng Anh nó không có cái từ đã, được không? Cho nên nó sẽ đổi từ go thành từ went, đó là thì quá khứ lùi xuống một thì, từ hiện tại lùi xuống quá khứ, hiện tại là go sang quá khứ là went. Went to, go to thì went cũng là went to. Đi đến đâu đúng không ạ? Went to a fair, fair là một buổi hội chợ các bạn nha. Rồi, go with là đi với ai? Thì ở đây các bạn nhìn thấy cả to cả with này. To a fair with her father. There were, đã là thì quá khứ rồi thì không có chuyện là there are và there is nữa. Bởi vì đây các bạn này, giọng văn kể chuyện, kể tất cả các chuyện diễn ra vào ngày hôm qua. Cho nên chúng ta phải là there were many toys at the fair, có nghĩa là có rất nhiều đồ chơi ở hội chợ. Nên là các bạn nhìn này, kể cả giới từ, nếu các bạn dùng là in the fair có được không ạ? Đối với các bạn nhớ để giới từ in là có nghĩa là bên trong. Và lúc này chúng ta sẽ dùng nó nếu như cái mà chúng ta mô tả nó chỉ nằm ở một điểm. Ví dụ như là cô để quyển sách hay cái bút ở trong một cái hộp thì nó là một điểm ở trong cái hộp đó. Hoặc là cái mũ bảo hiểm cô để ở trong nhà thì cái nhà nó rất là rộng và cái mũ nó ở đó, thì chúng ta sẽ dùng giới từ là in. Nhưng mà đây là ở hội chợ, xung quanh hội chợ từ đầu đến cuối đều có rất nhiều chỗ bán đồ chơi, nên lúc này chúng ta sẽ dùng giới từ là at the fair. Ok chưa nào? Rồi, thứ hai nữa, she wanted to buy all the toys. Các bạn nhìn này, cô ấy muốn, muốn trong quá khứ của ngày hôm qua, cho nên phải là cô ấy đã muốn mua. Và giới từ động từ của chúng ta có hai động từ này, động từ want là muốn và động từ buy là mua. Như vậy hai động từ đứng gần nhau thì chúng ta phải có giới từ to, đúng chưa? Và khi nói về thì quá khứ thì chỉ cần một thì của động từ đầu tiên này thôi là wanted. Chứ chúng ta không có chia động từ đi sau buy, không có sau to mà lại chia thành buy thành bought đâu nha. Mà là she wanted to buy all the toys. Các bạn nhìn này, tất cả đồ chơi thì toys phải để danh từ số nhiều. Nên khi chúng ta viết là cô ấy muốn mua tất cả đồ chơi là các bạn phải để danh từ số nhiều rồi, đúng không nào? Tiếp tục. Rồi các bạn nhìn này, there were also many food stores. Rồi các bạn nhìn ha, cũng là there were ha, các bạn phải đi sau nó phải là một danh từ số số nhiều. Trên này này, there were many toys là danh từ số nhiều và đếm được đúng không? Many toys. Còn ở dưới là many food stall. Food thì là danh từ không đếm được, nhưng các bạn nhìn này, trong trường hợp này là food stalls, nghĩa là quầy đồ ăn. Cho nên là sẽ quầy thì đếm được, một quầy, hai quầy đúng không? Cho nên còn thức ăn thì không đếm được, một thức ăn, hai thức ăn là không có chuyện đó. Cho nên là các bạn phải nhớ đây là một danh từ ghép. Food stalls là quầy đồ ăn, cho nên là vẫn là tính là một cụm danh từ đếm được các bạn nha, và là số nhiều, cho nên chúng ta dùng là there were chứ không phải là there was, được chưa? Cũng vẫn là thì quá khứ, chuyện của ngày hôm qua ha. As Tina was hungry, và as ở đây nó là ngay lập tức hoặc là lúc đó, được chưa? Tina đã gì nhỉ? Đói, đúng rồi. Cô ấy đã đói, hungry. She walked, đuôi ed là thì quá khứ là cô ấy đã bước đi bộ đúng không ạ? Thì các bạn phải nhớ này, cái đuôi ed lúc này chúng ta sẽ được đọc thành đuôi t đúng không nào? Thì chúng ta sẽ phải là she walked, đúng không? Towards. Towards là hướng về phía trước các bạn nha. Cho nên là phải là cô ấy đi bộ về phía trước, towards, backwards. Đó, phải lưu ý nhá, towards là hướng về phía trước. Cô ấy đã đi bộ về phía trước, one of the stores, tức là cô ấy đã hướng đến một cái quầy hàng, hiểu không nào? Tiếp tục. But, nhưng mà, she did not
À, các bạn nhìn này, nhìn thấy trợ động từ did chưa? À, bình thường chúng ta thêm not ở trong thì hiện tại đơn thì chúng ta là do hoặc là do hoặc là does, đúng không? Thì chúng ta thêm not và sẽ là don't hoặc là doesn't. Còn trong trường hợp quá khứ thì chỉ có một trợ động từ duy nhất thôi, đó là did, và sẽ là she did not hoặc là she didn't. Realize là nhận ra các bạn nha. Cô ấy không nhận ra rằng that, đúng không? She didn't realize that. She had let her father's hand go. Có nghĩa là gì ạ? Cô ấy không nhận ra rằng cô ấy đã để cho này bàn tay của bố cô ấy, các bạn thấy không ạ? Hand là tay đúng không ạ? Hand chữ đây là của bố cô ấy. Go, go là đi. Ý là muốn là sao? Nếu dịch trong trong khi các bạn nói thì các bạn sẽ nói là let her father hands go. Nhưng mà trong đúng ra thì chúng ta phải là cái gì các bạn nhỉ? Phải là cô ấy đã lạc mất, đúng không ạ? Đúng không? Bởi vì đã tách tay nhau ra rồi, ý là lạc mất đó. She went to the shop. Tức là cô ấy đã đi đến các bạn thấy không ạ? Quá khứ nhá. Lúc này tuyệt đối không được mày viết kể chuyện quá mà lại là she go to the shops nha. Phải là she went to the shop and asked. À, và đã hỏi vẫn phải là thì quá khứ, được chưa? Đuôi T, đuôi ED lúc này đọc thành chữ T, asked, đúng không? For a chocolate. Chocolate. À, yêu cầu một thanh sô cô la, một sô cô la. Thực ra cái từ chocolate này nó sẽ không được tính là một danh từ đếm được đâu, nhưng mà trong trường hợp này nó sẽ đại diện luôn cho là thanh sô cô la, các bạn hiểu không ạ? Cho nên là nó sẽ vẫn dùng đại giới từ là còn đứng một bạn bình thường chúng ta nói chocolate với nghĩa là chất liệu thì nó sẽ không đếm được đâu nhé. The shopkeeper tức là người bán hàng các bạn ạ, keep là giữ đúng không ạ? Keeper là người giữ, còn shop là cửa hàng hay còn gọi là người trông coi cửa hàng, người bán hàng, ok chưa? Asked. À, nhớ cái từ ghép này, những cái từ ghép như này là các bạn đang ghép từ một từ thành nhiều từ, nhiều từ thành một từ ấy. Nên là chúng học từ ghép trong tiếng Anh rất là hay đó. Rồi, asked. À, yêu cầu, đã yêu cầu for money. Yêu cầu cái gì đó thì các bạn nhìn dưới từ for nhé. Ask for. Ví dụ, các bạn yêu cầu đường với người bồi bàn, bạn yêu cầu bài học đối với cô thì các bạn đều dùng dưới từ là ask for cái gì đó nhá. Money. She turned, có nghĩa là cô ấy turn back là cô ấy quay đầu trở lại đó. Turn back, back là lưng hoặc là đằng sau, được chưa nào? Trở lại. Đó, come back, turn back. Turn là chỉ có quay đầu thôi các bạn nha. Turn là quay, quay đầu, quay người. Còn come là quay trở lại, là ví dụ như bạn đi từ nơi nào đến, bạn quay, bạn đến trở về. Ví dụ cô đi đến trường xong rồi cô trở về nhà thì gọi là come back home, hiểu không ạ? Và thường thì từ come back người ta hay dùng với nghĩa là đi xa rồi trở về, chứ người ta không dùng với nghĩa là từ đi gần mấy ha. Rồi tiếp tục nữa nào. But she did not find, là nhưng mà cô ấy không tìm thấy her father. Not, did not, nhà quá khứ, cô ấy đã không tìm thấy bố của cô ấy đâu. She started crying. Các bạn nhớ nhá, đi sau đuôi đuôi ed, đi sau chữ t thì mình đọc là gì nhỉ? Đúng rồi, mình đọc đuôi started. Crying. Đi sau start thì động từ lại là verb ing ha. Đi sau start chúng ta có hai, đây này, start là bắt đầu, cry là khóc và chúng bắt đầu khóc, thì hai động từ đó đứng cạnh nhau, một là thêm to, hai là thêm verb ing, và trong trường hợp này của chúng ta là đuôi verb ing là bắt đầu khóc lóc, được chưa nào? Start crying. The kind shopkeeper có nghĩa là cái người bán hàng tốt bụng, được chưa nào? Kind là tốt bụng nha. Ví dụ như là my mother is very kind, mẹ tôi rất là tốt bụng, là chúng ta dùng cái giới từ này thì quên, dùng tính từ này các bạn nha. Rồi, the kind shopkeeper gave her a candy là các bạn nhìn này, không phải là give đúng không, mà phải là give là đã đưa cho cô ấy một cái kẹo, a candy, một cái kẹo. Nếu không bao giờ có chuyện là give her candy đâu nha, bởi vì lúc đấy các bạn phải có một cái kẹo thì phải có a hoặc là the, còn nếu mà số nhiều thì bạn phải để là candies, chứ bạn không được dùng candy đứng một mình, nhớ chưa nào? Her also told her not to cry. Anh ấy cũng, also ở đây là cũng đúng không, nói
Thế thay vì các bạn đừng quên nhé, không phải là tell mà là told. Anh ấy cũng đã nói, đừng chỉ đã nói quá khứ. Với cô ấy đừng có khóc, à hơn not to cry, được chưa nào? Rồi, he took her to a police officer. Anh ấy đã đưa các bạn ạ, to take ví dụ như là take up the pencil là lấy một cái bút lên, hoặc là take là có nghĩa là chăm đưa ai đó đến trường, ví dụ take me to the school, đấy, đưa ai đó đi đâu thì cũng dùng to take. Ở đây sẽ là anh ấy đã đưa, được chưa nào? Đã đưa cô ấy đúng không nào? To a police officer là đến một cái gọi là cái gì nhỉ? Officer là viên cảnh sát. Và lúc này chúng ta là anh ấy đã đưa cô ấy đến gặp một viên cảnh sát, được chưa nào? Và cảnh sát announced là công bố các bạn ạ, announce. Các bạn nhớ nhé, nếu chúng ta bỏ đuôi D tức là thì hiện tại á, announce thì cái đuôi CE chúng ta đọc thành âm S đúng không nào? Thế cho nên lúc này đuôi ED là chúng ta sẽ đọc thành chữ T, announced. Tina's name, tên của Tina, through, đúng không? Hôm trước hôm qua cô giải thích rồi. Through là thông qua, xuyên qua đúng không ạ? Lúc này là công bố tên của Tina qua loa, the speakers là những chiếc loa các bạn đã số nhiều. Nếu mà cảnh sát chỉ dùng một cái loa thôi và nói thì gọi là speaker, through the speaker. Nhưng nếu mà cảnh sát mà công bố qua nhiều cái loa thì các bạn sẽ phải là through the speakers, được chưa nào? Tiếp tục, after sometimes là qua một lúc, hoặc sau một lúc thì her father, bố của cô ấy, arrived là đến, arrived đi sau chữ v đúng không ạ? Đuôi ed đọc thành chữ d, các bạn sẽ đọc là arrived, được chưa nào? And saw Tina là nhìn thấy Tina, được chưa? Tiếp tục này, Tina bắt đầu run towards. Lúc này chúng ta không phải là run towards đâu nha. Run là thì hiện tại đúng không? Run là quá khứ, chạy đến, đã chạy đến, towards him là chạy đến chỗ ông ấy, được chưa nào? Hug là gì nhỉ? Ôm, chính xác. Thế bây giờ các bạn nhìn này, để thêm đuôi ed với những từ mà có ba âm tiết như này, có chữ như này và chỉ có một âm tiết thôi thì lại cấu trúc lại phụ âm, nguyên âm, phụ âm thì mình phải nhân đôi phụ âm cuối đúng không nào? Rồi mới thêm được đuôi ed nhá. Thế lúc này chúng ta sẽ đọc là hugged him tightly. Nào, chúng ta đã học về trạng từ rồi đúng không? Như vậy là ôm, không phải ôm chặt là hug him tight đâu. Chặt là tính từ, tightly là phải là trạng từ đi sau to hug mà đúng không? Mô tả bổ trợ thêm cho hành động là ôm một cách rất là chặt đúng không? Thì là tightly. And cried, bắt đầu, và and cried là bắt và khóc, nhớ chưa nào? Đã khóc, lúc này nhiều bạn hay quên lắm. Hug là chuyện của quá khứ cũng quên, rồi đến cry là cũng chỉ để là cry thôi, không phải cried đúng không nào? Rồi, her father là bố của cô ấy, bought là đã mua cho cô ấy đây này, bought her là mua cho cô ấy, bought her, quá khứ của buy đúng không? Đã mua cho cô ấy rất nhiều đồ chơi. Và Tina đã không, các bạn nhìn này, did not, đã không, let's go là không để đi đúng không ạ? Let's go để đi, of her father's hands, ý muốn nói là sao? Không để cho, không rời tay của bố bạn ý bất kỳ một lần nào nữa, ever again. Ok, vậy là các bạn đã hiểu được cấu trúc câu chuyện rồi. Thì cô hy vọng rằng đầu tiên là các bạn sẽ giúp cô trả lời được câu hỏi ở dưới bài này nhé. Các bạn trả lời câu hỏi ở dưới. Và nhiệm vụ của ngày thứ hai đó là các bạn tự viết lại câu chuyện này, được không? Tức là chúng ta tưởng tượng tình huống là bạn Tina bị mất tích như thế nào. Bạn ấy vì là nhìn thấy nhiều đồ chơi quá, đi hội chợ rất là vui vân vân các thứ, và bạn ấy đã quên cái gì. Và chúng ta kể lại một câu chuyện hoàn toàn bằng thì quá khứ các bạn nha. Ok, goodbye.